Đây bên đây thì có con cua le cổ hồi xưa nè, ghê không? Cua le thời xa xưa nè. Đây, cút kéo luôn mới ghê nha. À, gắn theo bộ giảm tốc luôn nè. Đó, à, đời cua le hồi xưa nè con. À, dạng cổ đại nè, cổ nè. 1400 vòng trên phút luôn nè. 6 ngựa nha, cua le 6 nè. Nó chỉ hiểu là KF4 nè, chứ cua le 4 à. Thời này cua le 4 nè. Thời này cổ nhất trong vòng máy nè. Cổ nhất trong vòng máy mà cũng còn đẹp không? Mình săn cua le độc quyền luôn nè, tròn do nè, có hai cái nẹp nẹp lại là mình săn cua le nè. Đây nẹp lại nè cua le. Với cái lóc nó còn là nó mở đít nè, nó 4 bù lon là dở lên lấy cái gen cốt của ga nè. Đặc biệt đời này có báo nhớt ghê chứ. Đúng rồi cua le. Có ga điện luôn nè. 8 hoặc 10V 25W là xài đèn này nè, pha nè. Đúng rồi đời cua le nè. KF4 chắc 4 ngựa đâu con. Con mình săn con le độc quyền luôn nè. Con mua về dọn lên làm đồ cổ chơi. Quá đã. Cô le. Nhưng cũ rồi không? Đợi cô le nó coi 4 móc này lên nè. Rồi lấy cái máy lên nè con. Nó đợi cô le đó. Nó rảnh rảnh quay chị thử chơi. À, có chú kim điện luôn nè. Kim vô là xài, đúng không? Đợi. Xăng cô le hết, con về đây này về dưới xúc bình xăng là chảy rồi. Ờ, còn hơi nè. Còn hơi. Lâm muốn thở khi kho là chứ còn hơi à. Còn hơi, cô le nha. Đây, cổ nha. Đây, có chu kim điện nè. Nào ghim vô là xài à. Con này chắc còn chạy, còn lăn lại còn chạy. Có le 4. Quá cổ. Chạy chắc sướng ngồi bô nó dày mấy chục năm bô còn nguyên. Kim điện chui xài luôn, ghê không? Đây là cổ nhất. Chị nhông nó ghê. Quá bự luôn. Này xăng độc quyền của cô Len. Đó là mít su hả?